này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello Happy, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ chơi chơi lựa màu này các bạn ơi. Tức là mình đi lên đây nó sẽ hiện ra cái màu này cho mình nè, và mình sẽ đi tìm màu đó. Nhưng mà Happy chơi hay lắm nên bây giờ Happy sẽ đi chỗ xa nha. Oh no, đi lại đây đi, tại vì nó xa quá bạn ơi. Đó, tại vì sắp hết thời gian rồi mà Happy còn chưa tìm được màu nữa. Nếu như mà mình còn thời gian mà mình đứng lại á thì như vậy là tốn thời gian rất là lâu luôn. Happy rất là tiết kiệm thời gian, Happy đi rất là nhanh luôn các bạn ơi. Đó, màu orange, đi thêm một tầng nữa. Từng tầng mình sẽ lên tới cái đích orange nè. Và các bạn ơi, Happy còn có mấy cái món đồ chơi nữa nè. Đây là cái bắn, cái đồ gọi là bắn như này nè. Đó, xong rồi kéo mình đi. Đây là bóng bóng để mình bay lên. Cái này là cháo đổi bộ đồ của các bạn ơi. Đó, tức là người ta đang đi vậy nè, cái xong mình tráo đổi đồ của mấy bạn kia á. Trời, có mấy bạn té quá chừng tội nghiệp quá. Happy sẽ ráng leo lên tới đích. Nhưng mà Happy hay là Happy còn rất là xa luôn á các bạn ơi. Còn 4 giây, 3, 2, 1, huy. Đó, vậy nè mấy hai các bạn ơi. Đó, các bạn thấy nhân vật của Happy dễ thương không nè. Có hai cái cánh thiên thần nữa. Màu yellow hả? Rồi, bây giờ Happy sẽ đi tìm màu yellow. Oh no, còn đúng 2-1 giây rồi xong. Màu brown, đây quá chừng luôn. Nếu như mà mình đứng ngay chỗ đó mà mình đi ra đi lại hoài thì mình có thể cộng 3 kim cương á. Nếu như mà mình chưa đúng màu á thì nó sẽ cộng 1 kim cương. Đó, 3 kim cương này đúng màu rồi. Nè, đó, các bạn thấy 3 kim cương không? Happy có rất là nhiều kim cương luôn nha. Happy có 2000 mấy kim cương luôn. 5, 4, 3, 2, 1. Ê, tự nhiên Happy đi cầm bóng bóng bạn ơi. Ui, và còn có xe lửa nữa nha bạn. Ai mà lười á thì sẽ đi xe lửa. Còn Happy á, Happy thích chơi tôm nào Happy sẽ chơi. Ui. Trời ơi, nãy giờ đứng nói cho các bạn xem review cái sao mà hết. Ui, ở đây hộp màu trắng như Happy luôn. Đã chưa? 4, 3, 2, 1, xong. Rồi, và màu black. Đây, trời, màu black nhìn như màu xám nha các bạn. Màu ray nhìn giống màu ray. Nhưng mà màu ray là màu này nha các bạn, nhớ phân biệt nha bạn. Màu nó khác nhau cực kỳ. Rồi, xong lên đây đứng. Đó, hay chưa, đúng màu luôn. Các mấy bạn còn lên tới đích rồi. Lên tới đích thì sẽ có mấy cái món được chơi á. Mà Happy đang đứng nhất cái gì các bạn biết không? Tại vì Happy leo nhiều, Happy được đứng nhất đó các bạn. Đó, ây da, rồi xong luôn, bị té luôn rồi. Nè, nếu như mà các bạn không có muốn đi á, các bạn hãy vô phần ba lô và các bạn mua cái bong bóng ha. Mua bong bóng là các bạn cầm lên là nó bay luôn. Đó, bay lên trển nhưng mà phải chờ một thời gian rất là lâu luôn á. Rồi xong, bây giờ Happy sẽ leo. Nhưng mà cái này á, ai mà leo á mà quên màu á. Ừ trời, té hơi bị tức luôn á bạn. Rồi xong. Bubble. Bây giờ này đi rồi hả, vô mà bubble nha các bạn. Nè các bạn thấy cái bạch ngang không? Là chỗ Happy đứng đó. Nè, Happy là con này nè. Đó, Happy đang leo lên. Rồi xong. Happy tức thì chưa, đang leo đúng không? Té, vậy mới tức đó. Happy bạn hàng mấy kim cương luôn rồi. Và các bạn ơi, Happy còn có những chiếc xe rất là dễ thương luôn nè. Gồm có xe ngựa, con ngựa, không phải xe ngựa nha. Với lại cái đồ trượt party này. Rồi cái xích thăng bằng, nhiều cái xe máy rất là dễ thương luôn. Ok, có mấy bạn còn đứng ở dưới nữa kìa, mấy bạn không có bong bóng á. Con nghiệp, mấy bạn nói lắm, mấy bạn nó phải đi. Để bây giờ Happy mang nó về bà tim vô nè. Trời ơi, cưng chưa, dễ thương nè các bạn ơi. Rất là dễ thương luôn á. Happy gầy. Mang nó về bà tim vô nhìn mắc cười. Ây da, mang xíu là tông cái này rồi. Happy sẽ mang nó về này. Không phải mang nó dài nha. Rồi, ở đây, nếu như mà mình lên đây á, thì mình sẽ gọi là có một cái điểm checkpoint. Có một cái điểm checkpoint đàng hoàng luôn nha các bạn. Rồi, xong. Và các bạn ơi, và các bạn biết gì chưa? Ở đây còn có một cái gọi là leo lên đây nha. Đó, cái câu cao này đó, mình có thể nhận kim cương được và mình có thể chơi được luôn, trượt. Có mấy bạn trượt đã quá kìa, để Happy trượt luôn nha. Ui, đó, các bạn nhìn Happy trượt mất cười không? Rồi, để bây giờ Happy lên nha. Bị, 1, 2, 3, ui. Trời, có bạn còn trượt nữa kìa.
Đó, Happy trượt. Ui, mình tối nay kim cương á, mình được cộng á là 6 kim cương nha bạn. Đó, thôi bây giờ Happy sẽ leo lên nha. Trời ơi, đã chưa? À, mình đứng trên mấy cái cầu vòng mình mới được cộng kim cương thôi. Còn mấy cái mà bộ nâu nâu á là không có được cộng đâu nha bạn. Tại vì mấy cái đó nó không có liên quan tới bảy sắc cầu vòng. Nó cũng liên quan nữa nhưng mà kiểu như là bạn làm này nè, không có làm nhiều á nên mình đi vậy thôi. Rồi và các bạn biết gì không? Mấy bạn mà hơi bị cay luôn á nha. Các bạn mà nào mà chơi kỳ á thì lên đây chọi đá nè, chọi đá mấy bạn kia. Đó, chọi đá thì gồm có 3 kim cương rồi đó, chọi đá nha bạn thấy chưa? Happy hơn lắm nha. Happy đứng ở trên đây, Happy che. Ủa lộn, Happy tại vì có cái kẹt á. Rồi xong. Và các bạn biết Happy trượt cách nào không? Không hề đi như vậy nha, không đi như vậy đâu. Ôi nè, ôi trời á. Nhìn em ấy mắc cười chứ bạn ơi. Trời mặt cười. Ây da. Hí, bùm. Trời, các bạn còn đâu biết đâu, mấy bạn nó cũng trượt luôn. Đó, chúng ta sẽ đi xuống hồ bơi. Bơi thẳng xuống hồ bơi. Cầm hóng, trời ơi ha. Chưa các bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy các bạn ơi? Happy bị ngồi luôn các bạn ơi, buồn quá. Nó xíu là Happy té rồi. Nó xíu là Happy bay rồi bạn. Mày đâu dạy party cho nó dễ bẻ lái bạn ơi. Rồi xong, đi lên. Đó các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ gọi là trượt cầu trượt. Ô lộn, tự nhiên Happy nói trượt cầu trượt. Mình phải đi cái chỗ gọi là cái chỗ đó. Cái đường ray á bạn. Mình sẽ đi lên đây rồi mình chơi nè. Nhưng mà Happy chưa có đủ kim cương, Happy phải hả? Đủ kim cương Happy mới lên chợ Happy mua đồ. Happy mua mấy cái đồ kia được các bạn ơi. Rồi để bây giờ Happy qua Happy coi kim cương bao nhiêu nha. Ủa lộn, tự nhiên Happy nói kim cương bao nhiêu. Đây, trời ơi. Cái này hơi bị mắc luôn á, là mấy cái bước chân của chúng ta á, là phải mua mấy cái bước chân. Nhưng mà Happy sẽ mua bảy sắc cầu vòng. Nhưng mà thôi Happy chưa có đủ các bạn ơi. Bảy sắc cầu vòng tới rất là nhiều luôn các bạn ơi, rất là mắc luôn. Thôi bây giờ Happy sẽ đi lại đây, đừng Happy leo lên đó nha. Rồi xong, mà các bạn biết gì chưa? Biết gì chưa? Các bạn chưa biết đâu ha. Thôi này nghe. Xe bay. Ây da. Thôi thà để xe giống như vậy bình thường đi các bạn. Chứ ai đâu mà làm xe bay giống Happy đâu ha. Trời ơi, Happy té luôn rồi. Của các bạn đó nè. Mặc bộ đồ nhìn kỳ quá. Đó, Happy sẽ chạy xe này. Rồi bạn đây làm như vậy? Trời ơi. Trời ơi, bạn nó té nữa chứ. Nhưng mà bạn nó chưa có té. Cái xe này thì tự nhiên nó bị dần luôn. Ủa, bị gì vậy? Ok, cuối cùng nó cũng bình thường rồi rồi. Bay lên chút rồi. Đó, cho nó chạy cho nó an toàn nha. Đó, xe bay. Chừng nào nó mới chịu lên đây. Lên, nhanh lên. Rồi xong nó bị kẹt rồi bạn ơi. Trời ơi, các bạn nhìn nè, xe chạy ra qua luôn. Vợ bạn này làm cái gì nè? Happy muốn chạy một mình hơn. Trời ơi, mấy bạn. Các bạn nhìn chiếc xe nha, mắc cười chứ là tốt nghiệp chiếc xe quá. Ok các bạn ơi, hồi nãy chiếc xe của Happy nó bị hư rồi nên bây giờ Happy phải tải chiếc xe khác rồi. Ôi, buồn quá. Nhưng mà không sao, bình thường mà. Ây da, trời ơi. Happy lại đây. Happy sẽ nhấn chạy nhanh liên tục luôn nè. Rồi xong. Xong rồi chúng ta sẽ nhấn go. Các bạn thấy không? Nó chạy rất là nhanh luôn nha bạn. Đó, các bạn thấy nhanh chưa? Trời ơi. Ai mà sắp tới đất rồi đó mà té mà hơi bị tức luôn nha. Ây da, trời ơi, kẹt cái đầu. Và có bảy sắc cầu vòng nữa nè. Trời ơi, đã chưa? Đó, trời ơi, có bạn ngồi đi sau lưng Happy nữa. Đó. Và các bạn thấy cái đường không? Cái đường gì mà nó khó hiểu quá nè. Rồi, nhưng mà không sợ. Trời ơi, bạn này đang đứng đằng sau Happy đúng không? Tự nhiên nhảy xuống luôn. Trời ơi, nhảy xuống hơi bị uổng luôn á nha. Tại vì sắp tới rồi đó. À đây. Ai, trời ơi, cái đường gì mà nó cứ uốn éo hoài luôn. Rồi, bây giờ mới chịu tới đích nè. Trời ơi, vậy cũng lạ nữa. Ai mà có bong bóng thì cầm cái này lên nè. Rồi, xong rồi, cầm bong bóng lên. Ây da. Phi sao phi vô đây luôn bạn ơi. Cái này là hơi bị nhiều bước chân luôn á nha. Nhưng mà Happy sẽ chơi nhiều bước chân vô. Happy sẽ đi leo nha bạn. Rồi Happy sẽ đi leo. Nhưng mà bây giờ Happy sẽ mua nha. Một cái bước chân luôn. Nếu như mà mua thì Happy đang đứng trên bảng xếp hạng nè. Nhưng mà Happy cũng bị tụt rồi. Nên kệ luôn, mua luôn các bạn ơi. Ok, yeah, Happy có rồi nè bạn ơi, xịn chưa? Rồi sao bây giờ Happy còn có nhiêu đây bước chân nè. Ui, đã chưa,
ơi trời ơi, đã ghê. Có mấy cái đường chạy 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 nè. Nhưng mà Happy muốn mua cái bẫy sắt cầu vồng đó bạn ơi. Đó, bẫy sắt cầu vồng ở đó đó. Để Happy ráng gọi là đi á, đi ở trên gọi là cái bậc thang á, mua cái bẫy sắt cầu vồng như này. Nhưng mà Happy thích cái màu xanh ha. Các bạn thích cái màu cầu vồng nè các bạn ơi, hay các bạn thích cái màu xanh này. Nhưng mà Happy thì Happy sẽ mua cái màu cầu vồng luôn. Nhưng mà no, Happy bị hết level rồi bạn ơi. Happy gà lắm, Happy bị mất rồi. Nên Happy chỉ còn chạy được mấy cái đường này thôi. Và các bạn ơi, các bạn nhìn số kim cương của Happy nè. Và bây giờ Happy sẽ mua xe nha các bạn ơi. Đây, nhưng mà các bạn nhìn số kim cương của Happy. Nên bây giờ Happy sẽ đi lại đằng đó nha. Chờ chút để Happy chạy xe lên cho nó nhanh. Rồi, trời ơi, cái túng chặn. Trời ơi, nhìn dễ thương chưa. Rồi, để Happy băng thôi khúc này coi. Bum. Ủa, sao băng không được ta? À, trời ơi, Happy nhớ rồi. Đây nè, phải quẹo qua bên đây là mới chạy được. Ui, mém xin là té xuống nó rồi. Chạy lên, cái này không chạy lên được. Rồi, tạm thời gửi em nó đó đi. Chúng ta sẽ chạy bộ. Chạy, đừng tăng luôn cái này và tăng kim cương luôn nha bạn. Ok, để chiếc xe đó đi, có gì Happy. Có gì Happy đi xuống, Happy lậm. Ủa lộn, Happy lấy chiếc xe. Rồi xong các bạn ơi, Happy đã được chiếc xe rồi nè. Rồi bây giờ Happy sẽ đi xuống và mua xe nha. Mua chiếc xe mà Happy thích nè. Đó, trời ơi, chiếc xe quá là đẹp luôn. Nhảy xuống. Đó, nhảy xuống vậy cho nó an toàn chút. Trời ơi, nhật giật của Happy. Mắc cười ghê. Rồi xong, mua xe còn đúng 70. Rồi lấy xe. Ui, nãy mới thấy cái cửa nó mở luôn. Các bạn thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Đó, các bạn thấy đã chưa nè. Rồi bây giờ Happy sẽ đi khoe xe nha bạn. Đó, chạy xuống rồi. Màu Lamborghini. Tắt đi, tắt chiếc xe giờ rơi xuống nha. Đã chưa? Happy tưng luôn nè. Các bạn muốn coi Happy bắt đầu không? Happy bắt đầu cho bạn xem. Chuẩn bị nha, chuẩn bị coi nè. Muốn bắt đầu thì để Happy cho bạn xem. Giờ lại trước. Rồi cho mày nha. Một, mình phải đứng ngay tấm bảng này lận. Đây nè. Một, hai, ba. Ây da, né rồi, bị né rồi. Hui, mình phải đâm trúng một cái gì đó. Ủa bạn, nó bị gì kìa. Rồi. Các bạn thấy gì chưa? Thấy Happy chưa? Bốc đầu. Các bạn nhìn Happy nè, trời ơi. Nhìn mắc cười chưa? Ây da, đó các bạn thấy gì chưa? Đây là cái góc nhìn thứ nhất nè. Đó, các bạn có thấy cái bốc đầu, cái chiêu bốc đầu của Happy đã không? Rồi thôi, bây giờ Happy sẽ đi lên trên trển nha. Ây da, Happy khoe xe. Mà quên đi chứ, Happy nói Happy khoe xe mà ta. Thì lấy chiếc xe của Happy ra. Đó, lên xe đó, mở cửa xe cho mình lên luôn. Lên chị em ơi, lên mấy bạn ơi. Bạn nào mà muốn đi lên á, lên xe ké của Bi nè. Ý, ai da, hui, ý, chạy lên. Chạy lên được luôn. Đã chưa, ok. Ý da, nhưng mà bây giờ nó xe nó bị lỗi rồi bạn ơi. Nên Bi sẽ chỉnh lại chiếc xe. Rồi xong, chỉnh lại chiếc xe rồi. Chiếc xe này chạy phiên bản nhanh lắm luôn nha bạn. Trời ơi, mấy bạn này làm cái gì vậy nè. Để Happy lập xe bay với mấy bạn này lên chơi. Rồi, chiếc xe nó dởm lắm. Đó, chiếc xe này nè, xài nó mới đã. Lên bạn ơi. Ủa bạn ơi, hello bạn. Bạn này vừa vô không biết gì luôn. Ồ, bạn này không biết gì hết. Bạn này không có biết chiếc xe này thôi. Bây giờ Happy bay lên. Trời ơi, giờ mới muốn lên à. Trời ơi, tưởng nó muốn lên. Ai nhẹ không chịu lên. Ô, các bạn ơi. Trời ơi, ui gì nè, mắc cười quá à. Trời ơi, chiếc xe của Happy. Ồ, đụng cái đùng. Rồi xong, chiếc xe dính. Bum. Rồi xe lật đầu. Xe lật rồi bạn ơi. Có chiếc xe rồi cũng ngừng. Happy sẽ chạy xe lên này. Cái đồng phiên hả? Màu phiên. Không, đây màu bên. Đó. Trời ơi, kẹt rồi bạn ơi. Màu orange. À mà bây giờ Happy có xe rồi, Happy không có cần chơi nữa. Happy leo lên trển. Đấy, các bạn nào mà lười á thì nhưng mà cũng phải mua bằng kim cương nữa nha, nên các bạn cũng phải leo thôi. Happy còn 91 viên kim cương nè. Đó, chạy lên. Màu bà ram. Ram đâu, bà ram đây. Hên, các bạn ơi. Rồi xong, tới đất liền luôn. Ủa gì vậy? Gì vậy? Ủa gì đã quá nè bạn ơi. Nhìn Happy nhìn chói không bạn? Trời ơi, ở đây là đường hầm nó sáng vậy á.
cho mẹ nha. 1, 2, 3, woo, đã chưa? Bấm lên tới đất rồi. Rồi xong, hồi nãy Happy bị té, cái Happy bị lọt cái đó luôn. Ui, nguyên một đường chạy hẳn. Ui, mém xíu lại bị té ngoài đó rồi. Té ra ngoài đó là mình sẽ bị bay. Chơi tội nghiệp bạn này quá bạn ơi, bạn nó không có xe, không có xe chạy mà còn bị mấy bạn kia chặt nữa chứ. Khó chờ lại đây cho bạn này chiếc xe mẹ. Ủa mà nó đi trời ơi, đi cày kim cương rồi, đừng mua xe á mày. Đó, chạy nè, chạy phiên bản nó cực mạnh luôn. Nhưng mà Happy có cách này chạy như bình thường luôn, các bạn cứ chạy. Nhấn vô cái ba lô vừa chạy, nhấn rồi nè. Và chúng ta nhấn vô đây liền, đó, và chúng ta có thể chạy được bình thường luôn. Và mà vừa mang giày ba tên ấy, nhưng mà chúng ta dừng hay nhảy lại nè, thì nó sẽ bị hầm như cũ à. Nhưng mà không sao, trời ơi, tội nghiệp nó quá, mà nó leo chưa tới nữa. Rồi, chúng ta sẽ leo lên cho nó nhanh nha. Bạn nào mà muốn chạy bình thường, bạn nào mà muốn chạy nhanh đó thì bạn nên mua cái này. Còn bạn nào mà muốn nhảy cao thì mua cái này. Nhưng mà Happy chưa có đủ kim cương. Tại vì hồi nãy Happy lấy, Happy mua rồi, mua xe rồi, đó, xe xịn không ha. Rồi xong. Và bây giờ Happy sẽ vô đây, Happy thả xe. Xe nè, xe nè. Trời ơi, xe xịn không ha. Trời ơi, bị chạy xe xuống luôn. Ây da, trời ơi. Trời ơi, nhìn nè, mắc cười chứ bạn ơi. Ui, chạy từ từ thôi. Từ từ thôi. Rồi, ok. Ui, chạy. Trời ơi, cái khúc này các bạn chạy từ từ thôi nha. Sắp tới cái ấm á. Ok, từ từ thôi. Từ từ thôi nha các bạn ơi. Ok, bây giờ Happy sẽ bẻ lái qua chứ không à. Tí mình sẽ bị té đó. Phải chiếc xe luôn rồi bạn ơi. Trời ơi, mắc cười quá. Nhìn hài á bạn ơi. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn thích Happy chơi nữa thì hãy nhớ like và share cho Happy. Đừng Happy có động lực, đừng Happy chơi những trò chơi khác nha các bạn ơi. Giờ thì bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.